Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao lãnh đạo Việt Nam dự các lễ của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống. Đầu xuân Nhâm Dần có thêm một loạt sự kiện khiến người ta chú ý ở Việt Nam. Các lễ truyền thống với sự tham gia của các quan chức lãnh đạo cộng sản cấp cao. Các báo của Việt Nam cho hay hôm 7 tháng 2, ông Bí thư Nguyễn Văn Nên đã dự lễ khai ấn và hạ nêu tại Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Cùng ngày, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tham gia lễ tịch điền ở Đội Sơn, Hà Nam, một truyền thống đã bỏ từ thời vua Khải Định nhưng được khôi phục vào năm 2009. Theo tích vua Lê Đại Hành, cày tịch điền lần đầu tiên dưới chân núi Đội vào năm Đinh Hợi 987. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán ngày tháng 2 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước khi đó là giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương ở chùa Trấn Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn Hoàng Trung Hải, Tô Lâm và Nguyễn Đức Chung khi đó thắp hương ở chùa Trấn Quốc. Nay thì rất nhiều vị trong đó đã vào tù. Những nghi lễ tương tự của ông Trọng và các lãnh đạo Việt Nam khác được lập lại với sự có mặt của các vị sư sãi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nhiều nơi khác nhau trong nhiều dịp khác nhau. Cùng lúc, việc xây dựng các cơ sở thờ tự lớn và một số hoạt động của sư sãi đã gây nhiều tiếng vang trong xã hội, tạo hình ra hình ảnh sư hư chùa khủng. Việt Nam làm gì với sư hư và chùa khủng là câu hỏi cũng được dư luận xã hội đặt ra. Từ đâu có lễ tịch điền hay là chuyện vua đi cày ở châu Á? Vào hồi tháng 10 năm 2021, báo của Việt Nam đăng trang trọng trên các trang tin với bài viết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa kính viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Quan chức Việt Nam cũng thường thăm viếng đại diện các lãnh đạo tôn giáo khác nhau như Công giáo, nhưng đài báo nước này thường ưu tiên tin về các hoạt động của lãnh đạo dành cho các sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tín ngưỡng truyền thống. Ngoài ra, gần đây, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không chỉ dự lễ mà còn hành lễ như dâng hương, hạ ấn, cày ruộng. Họ đặt mình vào các vị thế của thành viên cộng đồng tín ngưỡng và niềm tin đó. Cũng có thông điệp chính trị gì nằm trong những giao tiếp này của các vị lãnh đạo là câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Điều này có hiệu quả chính trị nhất định và đã gây ra nhiều bình luận. Chẳng hạn một cây bút ở Việt Nam, kiến trúc sư Dương Quốc Chính thì cho rằng Phật giáo ở Việt Nam bây giờ cũng gần như quốc giáo. Đảng tuy không chính thức công nhận điều đó, nhưng nhìn cách ứng xử của lãnh đạo, của Đảng và Chính phủ là biết, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất được trọng vọng. Các vị Thượng lão Hòa thượng, lãnh đạo giáo hội khi viên tịch là có tứ trụ đến viếng là đủ hiểu rồi. Còn viết trên trang Facebook vào ngày 5 tháng 2, ông Dương Trung Quốc cũng nêu đánh giá riêng tiếp như sau. Đến thời Cộng sản 2.0, bên Trung Quốc là từ Đặng Tiểu Bình, ở Việt Nam là từ Nguyễn Văn Linh đến nay, người ta mới khôi phục lại tam giáo đồng nguyên và đưa nó lên một tầm cao mới trong việc trị quốc và duy trì chế độ. Chùa chiền được xây dựng nhiều, to đẹp, hoành tráng, thầy cúng được tự do hành nghề, tư tưởng nho gia được khuếch trương với đạo quân và thần, đề cao tinh thần trung quân, ái quốc. Kết hợp tam giáo với chủ nghĩa cộng sản sẽ thành thứ giáo đồng nguyên, thì vô địch thiên hạ về việc trị quốc an dân. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ tịch điền ở Đội Sơn, Hà Nam. Một số nhà nghiên cứu nước ngoài thì cho rằng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tư bản, tôn giáo ở Việt Nam không mất đi ý nghĩa mà tiếp tục tồn tại. Ngay từ năm 2007, Philip Taylor đã nêu ra vai trò gia tăng lan rộng của việc thờ cúng tổ tiên và các đạo giáo truyền thống thời đổi mới ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh đến sự thể hiện ra bên ngoài của hành vi tôn giáo trong dân chúng và nay thì chúng ta thấy ở cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản. Điều này có thể dẫn tới cách hiểu rằng việc quan chức hành lễ, dự lễ mang tính hình thức. Chưa kể có ý kiến cho rằng việc quan chức thờ cúng là do văn hóa sống nông cạn. Nhà văn Đoàn Bảo Châu vào năm 2019 cũng có bài viết
được đăng tải trên đài BBC nêu quan điểm như sau. Người Cộng sản thời kỳ đầu đã phá tôn giáo, phá bỏ chùa chiền, thờ ông bà còn bị quy chụp là mê tín, dị đoan. Giờ thì lại mê tín quá mức, quan chức xì sụp vái lệnh, xoắn xít thầy bà. Đấy là do văn hóa sống nông cạn, không tin vào con người nên lúc thế này, lúc thế khác. Cả đời chỉ coi quyền lực, vị trí là quan trọng, bao thời gian chỉ lo đấu đá, có lúc nào đọc sách, lúc nào suy ngẫm và thiền định đâu để hiểu sâu sắc về những điều ấy. Họ thực ra là những con người yếu kém về văn hóa, yếu đuối về tâm hồn. Chính vì vậy mà họ hay sai lạc. Sai lạc nên không nhất quán, hay thay đổi, gió chiều nào, che chiều nấy. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ông lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với dân hương tưởng niệm ông Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì, Hà Nội. Định nghĩa lại ranh giới tâm linh cho Đảng Cộng sản Việt Nam là điều cũng được đặt ra. Hôm 10 tháng 2 năm 2022, trang báo Quân đội Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có đề cập đến hiện tượng thờ cúng trong quan chức và thừa nhận rằng một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm điều 19 là quy định số 37 QĐ-TV về những điều đảng viên không được làm. Đó là mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Nêu ra vấn đề này, bài báo giải thích thêm, ranh giới giữa hoạt động tâm linh với hoạt động mê tín dị đoan thường rất mỏng manh. Định hình được ranh giới ấy, cán bộ, đảng viên sẽ thấy thoải mái, tự tin hơn trong tham gia các hoạt động tâm linh. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính thì mô tả việc này như sau. Ngày Tết là ngày mà tứ giáo được thể hiện rõ nét nhất, từ việc thờ cúng tổ tiên, đạo mẫu, đi chùa, đền, lễ cầu an, cầu tài lộc, cầu duyên, cầu tự và kỷ niệm thành lập đảng. Còn trang báo Quân đội Nhân dân thì tin rằng nay là lúc cần kết hợp niềm tin truyền thống và niềm tin ý thức hệ của Đảng Cộng sản. Niềm tin vào sự tích con rồng cháu tiên, niềm tin vào hồn thiêng sông núi, niềm tin vào linh khí tổ tiên vân vân. Khi hòa quyện vào niềm tin của Đảng Cộng sản sẽ tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn trong mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện khát vọng hùng cường thịnh vượng. Ở góc độ nào đấy, một số động tác làm lễ của lãnh đạo của Việt Nam đôi khi còn mang ý nghĩa tích cực để sửa sai lịch sử. Theo các ý kiến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã nói như vậy với Đài Tiếng nói BBC sau lễ ở Lăng Ông. Vào năm 1975 ở miền Nam, thái độ ban đầu của chính quyền là phủ nhận gần như toàn bộ triều Nguyễn và các đại công thần của vua Gia Long mà Tả Quân Lê Văn Duyệt là một nhân vật tiêu biểu. Nhưng ngày hôm nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã nhắc lại Lê Văn Duyệt để ghi công bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức xây dựng, bảo vệ cho chúng ta có được độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là hình ảnh ông Bí thư Nguyễn Văn Nên thắp hương tại lễ khai ấn và hạ nêu tại lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt vào hôm 7 tháng 2 năm 2022. Hiện cũng chưa rõ bước tiếp theo có phải là nhà nước phục hồi đúng vị trí lịch sử của các vua nhà Nguyễn hay không. Về trào lưu đầu tư xây dựng chùa, kinh doanh tâm linh ở Việt Nam, kiến trúc sư Dương Quốc Chính tiếp tục đưa ra bình luận của mình như sau. Đầu tư để xây chùa, dễ ở, toàn thấy anh em sư tự tìm vốn xây chùa, rồi xin được làm trụ trì, đại khái cũng như start-up tức là khởi nghiệp vậy. Phải làm thế vì các chùa có sẵn thì kín chỗ rồi, phấn đấu lên trụ trì là hơi bị khó vì tuổi hưu của sư lại quá cao. Giờ đến khi sư huynh nghỉ hưu để mình lên chức thì ốm. Hơn nữa, cạnh tranh bây giờ quá khốc liệt vì còn phải đấu tranh với anh em sư theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có bảo kê, quan hệ, không biết trong ngành có hay chạy chức hay không. Em là có. Chính vì thế nên chùa giờ mới mọc ra như nấm, giống như công ty mà thôi. Vốn ít thì mở chùa nhỏ, chỗ khỉ ho cỏ gáy rồi thu tiền đẻ từ bần nông. Vốn dày thì mở chùa to luôn, thường là nâng cấp từ một chùa cũ, cổ, bé bằng lỗ mũi. Kiểu đó cơ bản cũng như anh em đầu tư bỏ vốn,
cho mấy công ty nhỏ có tiềm năng rồi PE quảng cáo làm thương hiệu rồi thu tiền. Kiểu này thường chỉ hiệu quả khi đầu tư vào mấy chùa nhỏ chưa có thương hiệu như chùa Bái Đính. Ngày xưa làm gì có ai biết chùa ấy ở đâu. Thực tế bây giờ cái chùa cũ cũng chỉ bằng có lỗ mũi. Chính mình đi Bái Đính mấy lần còn chưa vào đó, chỉ vào cái showroom mới thôi. Các chùa cổ to có tiếng từ xưa đến nay, anh em đại gia lao vào dây máu ăn phần hơi khó. Như vụ Xuân Trường định đầu tư vào chùa Hương không ăn thua, vì chùa ấy tiền vào như nước sẵn, ngu gì mà chia bánh cho thằng khác. Đây là hình ảnh chùa Bái Đính, nơi mà người dân mô tả rằng các nhà đầu tư hàng tháng phải đem xe tải đến chở tiền cúng dường về chia nhau. Thế mà chùa Yên Tử vẫn có đại gia vào được mới tài, nhưng chắc tỷ lệ ăn chia giọt đầu không được mấy, chỉ là ăn theo ở những hạng mục mới thôi. Kiểu ấy chắc giống bên Liên Doanh, chứ không như Bái Đính. Quảng cáo làm thương hiệu cho chùa thì có nhiều bài, như đi rước xá lợi Phật rình ràng từ Ấn Độ, Nepal gì đó về đặt, rồi xây tượng Phật to nhất Đông Nam Á vân vân, hay mời sư nổi tiếng có danh phận trong giáo hội Phật giáo làm trụ trì, cũng như các công ty mời sale về làm mà thôi. Nếu xây được chùa to, quan hệ ngon thì đứng ra tổ chức mấy cái hội nghị Phật giáo quốc tế cũng như mấy khu vực du lịch đứng ra đăng cai thi hoa hậu mà thôi. Chung quy cũng là bơm thổi để câu view khách thập phương, khách đến nhiều thì sẽ hốt được nhiều tiền. Các công ty bình thường thì phải minh bạch tiền thu chi rồi tính toán lợi nhuận để đóng thuế, còn đầu tư vào chùa thì chỉ có Phật mới kiểm toán nổi. Ai mà biết được tiền cúng dường thật là bao nhiêu, mà chùa thì tất nhiên không phải đóng thuế. Chùa thì có rất nhiều khoản thu, dễ nhất là tiền cúng dường, rồi đến tiền cúng giải hạn. Ngoài ra các sư cũng chạy sâu, đánh quả lẻ như xem phong thủy, làm lễ cúng đám ma, động thổ, cất nóc, cúng bái các loại cho người dân. Anh em sư sãi bây giờ tài lắm, dành tất cả các môn độn giáp, phong thủy, cúng bái, tử vi, kinh dịch đến cho và bán chữ. Chùa còn có cửa kiếm nữa, đó là vì dân Việt Nam, ai mà chả là tù nhân dự khuyết. Quan lại thì càng thế, nên thành phần có tâm bất an ngày càng đông, nên họ có nhu cầu cúng dường để an tâm. Anh em làm càng nhiều điều thất đức thì càng cúng dường nhiều hơn. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đề nghị học theo Tây Sơn để giữ nước và trị nước. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đề cao những bài học của phong trào Tây Sơn đối với điều mà ông gọi là công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa nông dân của Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, được sử sách của đất nước gọi là anh hùng dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra đề xuất kể trên vào hồi chiều ngày 15 tháng 2 năm 2022 tại lễ khánh thành đền thờ Tây Sơn, Tam Kiệt, thờ ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tại mảnh đất phát tích phong trào khởi nghĩa ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và một số tờ báo khác. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại đền thờ Tây Sơn, Tam Kiệt. Ông ca ngợi những thành tích của Tây Sơn như phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, có những chính sách tiến bộ như chiêu hiền đãi sĩ, mở mang công thương, chấn hưng giáo dục, cải cách văn hóa, và cho rằng những chính sách này giúp đất nước có những bước chuyển mình sau nhiều năm bị chia cắt. Các báo Việt Nam cũng đưa tin như vậy. Cũng nhân dịp này, năm bài học về giữ nước và trị nước từ Nguyễn Huệ, tức là Hoàng đế Quang Trung, mà ông Phúc ca ngợi là Hoàng đế lỗi lạc, văn trị, võ công, cũng đã được ông Phúc nêu lên để các lãnh đạo Việt Nam hiện nay noi theo. Năm bài học đó, theo các bản tin của báo chí trong nước là tin ở chính mình, tin vào cơ đồ đất nước của mình, thần tốc, tức là làm gì cũng phải nhanh chóng, khẩn trương, táo bạo, quyết đoán, quyết liệt trong công việc, tận dụng thời cơ, từng cơ hội nhỏ để đạt được thắng lợi cuối cùng, chắc chắn trong hành động, phải chắc thắng thì mới đánh. Và những bài học này không những quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc,
mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về phát triển kinh tế, xã hội cho Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu của ông Phúc được báo chí trích lời. Ông cũng nói rằng tinh thần, khí chất, trí tuệ và di sản của Vũ Quang Trung mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và niềm truyền cảm hứng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Phúc cũng nhắc lại bài phát biểu ẩn dụ nổi tiếng của Vũ Quang Trung khi lên ngôi rằng đánh cho để giải tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu 5 bài học từ Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Bình Định và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm lập đề án phát huy bền vững giá trị của đền Tây Sơn Tam Kiệt, vốn được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Tây Sơn Tam Kiệt bao gồm các hạng mục như nhà tiền, bái thờ và các văn thần, võ tướng, thượng điện, thờ ba anh em Nguyễn Huệ, nhà tiền, tế thờ, thần phụ, thần mẫu và tổ tiên họ Nguyễn Tây Sơn, nhà bia, nghi môn, v.v. Nguyễn Huệ được các sử gia đánh giá là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử của Việt Nam, vừa có công giữ nước, vừa có tài trị nước với một loạt chính sách cải cách nhằm đưa đất nước đi lên sau thời gian dài nội chiến và loạn lạc. Ông là người đã đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ của nhà Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn để thống nhất đất nước sau thời Trịnh Nguyễn phân tranh và lên ngôi hoàng đế vào năm Mậu Thân 1788. Trong lĩnh vực giữ nước, ông cũng được đánh giá là thiên tài quân sự khi đã dẫn quân ra Bắc đánh bại cuộc xâm lược của 20 vạn quân Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa vào mùng năm Tết Kỷ Dậu 1789. Trước đó, ông cũng đã từng đưa quân vào Nam đại phá 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút vào năm 1785. Vua Quang Trung ở ngôi không bao lâu thì đột ngột băng hà vào năm 1792. Nhà Tây Sơn cũng suy từ đó, sau đó bị Nguyễn Ánh đánh bại để lập nên nhà Nguyễn ở Huế vào năm 1802. Đây là hình ảnh vua Quang Trung. Mặc dù có công đánh giặc ngoại xâm, nhưng phong trào Tây Sơn cũng bị chỉ trích là truy cùng giết tận dòng tộc nhà chúa Nguyễn, trong đó có Nguyễn Ánh, và tàn sát người Hoa ở miền Nam do họ theo Nguyễn Ánh. Người dân miền Nam vào cuối thế kỷ 18 đa phần phò tá Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Ông Thủ tướng của Việt Nam cũng thăm nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh với Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào 26 tháng 1 năm 2022 cũng đến đài tưởng niệm Pò Hèn để thắp nhang cho các quân nhân qua đời tại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Mạng báo chí của chính phủ cũng đưa tin về chuyến đi của ông Chính đến khu vực biên giới ở tỉnh Quảng Ninh. Tháp tùng trong đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Tờ báo điện tử của chính phủ Việt Nam cũng cho biết, tại nơi đây vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Các tờ báo nhà nước sau đó cũng đăng tải các bản tin tường thuật của chuyến đi nhưng không nói rõ những quân nhân này tử trận trong cuộc chiến với phía nào. Ông Phạm Minh Chính lên thăm nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh biên giới sau khi có vụ binh lính Trung Quốc ném đá sang Việt Nam khi các công nhân Việt Nam đang xây kè và hàng rào biên giới vào hồi đầu tháng 1 năm 2022. Quốc gia láng giềng cũng chặn hàng ngàn xe container chở nông sản ở các cửa khẩu để kiểm soát tốc độ lây lan của COVID-19, khiến người dân Việt Nam khốn đốn. Đây là hình ảnh hàng nghìn xe tải chở nông sản xuất khẩu bị ùn ứ tại biên giới với Trung Quốc. Trước chuyến đi của ông Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi thăm nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào ngày 12 tháng 1. Hôm 8 tháng 12 năm 2021, trước khi tham dự buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã nâng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Với những dữ liệu vừa nêu trên, một số nhà quan sát cho rằng
mục đích chính của ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Hà Giang không nhằm kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh này, mà thực chất là ông Phúc muốn đến thăm nghĩa trang Vị Xuyên nhằm gửi đi một vài tín hiệu cho Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu nhận định của mình với đài FA vào sáng ngày 9 tháng 12 như sau. Câu hỏi thứ nhất mà tại sao ông ấy lại đi vào lúc này và sáng đi tối về luôn, không đi thăm ai hết. Ngày xưa Trung Quốc đánh Việt Nam vào ngày 17 tháng 2, trận Vị Xuyên vào ngày 12 tháng 7 như thế này, ông Phúc thăm nghĩa trang Vị Xuyên chả ăn nhằm vào đâu cả. Đấy là một tín hiệu đối với Bắc Kinh. Tín hiệu thứ nhất là Việt Nam không quên bọn xâm lược. Tín hiệu thứ hai là ông Phúc vừa Nga về, ông Phúc đã ký với Nga một số thỏa thuận về an ninh rất tốt và có quyền tin vào sự hậu thuẫn của Nga tốt hơn trong vấn đề an ninh với các hợp tác khác. Thứ ba, ông Phúc là một chính khách nên hoạt động chính đó là một tín hiệu gửi đến cho người dân, cho những người trong ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và những người khác trong bộ chính trị của Đảng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên vào mùng 8 tháng 12 năm 2021. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công cuộc chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược từ năm 1979 cho đến tận năm 1989, kéo dài 10 năm. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1990 đến năm 1991 mới hoàn thành trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã chấm dứt và trong hoàn cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở lại bình thường. Vào tháng 4 năm 1979, tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân Trung Quốc là 62.500 người. Phía Việt Nam có hàng nghìn dân thường chết và bị thương, còn theo tạp chí Time thì có khoảng 10.000 lính Việt Nam đã bị thiệt mạng và trên 20.000 lính Trung Quốc tử vong.